Và tiếp theo là phần tin cuối ngày cùng với ký giả Nguyễn Văn Khanh và kính thưa quý vị hôm nay đặc biệt ký giả Nguyễn Văn Khanh cùng chung với chúng tôi ở trong truyền hình đài sát đài SCPTN ngày hôm nay. Diệu Quyên và Kim Nhung xin được chào anh thưa anh Khanh. Dạ vâng và cũng là một lần nữa từ Orange County tôi là Nguyễn Văn Khanh cũng xin được gửi lời chào đến hai chị Diệu Quyên và Kim Nhung gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của SBTN Câu chuyện mà tôi xin được kể ngày hôm nay là một câu chuyện buồn. Chưa bao giờ buồn thế là tựa một bài thơ mà anh em chúng tôi hầu như là ai cũng thuộc. Tác giả bài thơ đó là ông Cung Trầm Tưởng. Và hôm nay, sáng sớm chúng tôi được tin là ông tự giả qua đời ở tuổi 90. Tôi không bao giờ quên được những bài những bài thơ rất ngắn của ông nhưng mà được qua cái tiếng phổ nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy. Nó trở thành cái nổi bật và rõ ràng nó là một phần đời của tất cả các anh chị em chúng tôi Ở cái thế kỷ Ở cái thập niên 70, 80 Đến 90 cho đến khi chúng tôi qua đến bên này Thì cũng vẫn còn nhớ Lên xe tiễn em đi Chưa bao giờ buồn thế Và rõ ràng là cái thời đó Là cái thời chúng tôi yêu nhau Và rồi chúng tôi cũng phải xa nhau Xa nhau vì rất nhiều lý do Xa nhau rồi rồi than thở rằng là Xa nhau như lòng hai người yêu nhau xa nhau Và rồi chúng tôi cũng gần nhau và biết nhớ lại nhớ lại những ngày mà tay ấm tay và chân ấm mặt đường. Để rồi cuối cùng như là ông nói, trời mùa đông Paris suốt đời làm chia ly. Rõ ràng là như vậy. Hôm nay nghe tin ông mất thì tự nhiên tôi nhớ lại cái thời, cái thời xa xưa, cái thời của một cậu học trò vừa mới lớn, cái thời của cậu học cậu sinh viên vừa mới bước vào trường đại học, cái cậu ở cái thời của một ông thầy giáo làng vừa mới tốt nghiệp sư phạm và bây giờ ở tuổi 70 tôi vẫn không bao giờ quên được chưa bao giờ buồn thế rõ ràng là như vậy. Ngày hôm nay quả là một ngày buồn. Nhưng mà tôi mong ông yên nghỉ và chúc ông những điều may mắn nhất ở thế giới bên kia. Hy vọng ông vẫn viết được những bài thơ chẳng hạn như là chưa bao giờ buồn thế mà ông đã viết cho chúng tôi những thập niên trước đây. Đó là câu chuyện mà chúng tôi muốn xin được gửi đến quý vị khán thính giả của SVTM để mở đầu chương trình tối ngày hôm nay và bây giờ xin được trở lại với hai chị Diệu Quyên và Kim Nhung. Thân khanh ờ uh, giọng quân rất là xúc động cũng làm cho Diệu Quyên và Kim Nhung đây cũng hồi tưởng tới cái bài hát của uh, nhạc sĩ cung trầm thưởng viết. Yeah, vâng. Thế hệ của anh nghe nhưng mà thế hệ của Diệu Quyên với Kim Nhung chắc cũng đã nghe và không ít thì nhiều chúng ta cũng đã biết bài hát này rồi và ngày hôm nay khi mà anh nói như vậy thì chủ quyền cũng xin được thay mặt đại truyền hình SPTN các nhân viên và cũng như là ban giám đốc của đại truyền hình SPTN xin được chia buồn và cũng cầu mong cho linh hồn của ông cung trầm tưởng sớm về cõi trên và thưa quý vị trở lại với phần tin cuối ngày ngày hôm nay thì chủ quyền sẽ được hỏi anh Khanh là chúng ta còn đúng 4 tuần nữa thôi anh thì cuộc bầu cử giữa kỳ 2022 sẽ diễn ra và những yếu tố nào sẽ quyết định về cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay thưa anh Khanh? Tôi thấy, cảm ơn chị Diệu Quyên đã đặt ra câu hỏi này. Tôi thì tôi thấy là cứ mình, mình nghe những cái cuộc tranh luận trên truyền hình, mình đọc báo thì rồi là mình nghe những cái, xem cái cuộc thăm dò. Thì tôi để ý thấy là họ có được chừng 5-7 cái lý do và họ nói rằng là đây là những cái yếu tố rất là quan trọng sẽ quyết định cuộc bầu cử giữa kỳ diễn ra vào ngày 8 tháng 11 tới đây. Cái điểm đầu tiên là họ nói vấn đề lạm phát. Đó, và khi mà họ nói đến vấn đề lạm phát, thì họ chỉ trích ông Biden. Kế đó là họ nói về vấn đề uh, tội tội phạm. Họ nói là tội phạm bây giờ đã tăng rất là nhanh trong vòng 2 năm trời vừa qua. Và khi nói đến tội phạm, thì họ cũng lại chỉ trích ông Biden. Cái điểm thứ ba nữa là khi mà họ nói về vấn đề immigration, tức là vấn đề di dân. Khi mà nói vấn đề di dân thì rõ ràng là hai bên tranh cãi. Bên cộng hòa thì bảo rằng là nhờ có ông Trump mà chúng ta đã thoát hiểm. Bên dân chủ thì bảo rằng là bây giờ có ông Biden thì chúng ta mới có một cái kế hoạch hay hơn, vân vân. Đó là ba điều. Cái điểm thứ tư đó là khi mà họ nói về cái chuyện cái quyền của người phụ nữ, đặc biệt nhất là cái quyền của người phụ nữ được phá thai, thì lúc đó là bên cộng hòa họ bảo rằng là cái đó là hợp lý, bây giờ là hủy bỏ là hợp lý. Nhưng mà bên dân chủ theo là bảo không, cái đó là cái điều hoàn toàn sai. Thành ra là rốt cuộc ít nhất là ta thấy có ít nhất là bốn điều mà người ta nói đến và người ta coi đó là những cái yếu tố để quyết định cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay. Tôi thấy có thêm một cái nữa là tôi thấy là ở cuộc bầu cử này thì là có hai người không ra tranh cử nhưng mà được nói đến nhiều nhất. Vậy? Vâng, đó là ông Joseph Biden, đương kim Tổng thống Hoa Kỳ và ông Donald Trump, cựu Tổng thống Hoa Kỳ. Tôi thấy rõ ràng là như vậy. Người ta nhắc đến chuyện là ông Biden đã làm gì và người ta nhắc đến chuyện ông Trump đã làm gì vân vân và vân vân. Rồi sau đó thì người ta cũng bảo rằng là ông Biden đã ủng hộ các ứng cử viên dân chủ ra sao. Người ta cũng nói với nhau rằng là ông uh, ông Trump ủng hộ tới 290 ứng cử viên cho nhiều chức vụ khác nhau từ quận rồi cho đến tỉnh rồi cho đến tiểu bang cho rồi là cho đến liên bang. Và họ chờ đợi xem là những ứng cử viên mà được hai ông ủng hộ thì coi là ứng cử viên nào là sẽ thành công và cái thành công đó là nó sẽ tạo nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chính trường của thế giới trong những năm trời sắp đến chính trường của Hoa Kỳ tôi xin lỗi thành ra là bởi như vậy ít nhất là tôi thấy có năm sáu điều mà họ muốn nói và họ bảo ra phải tính đến cái chuyện đó nhưng mà tôi thì tôi lại nghĩ khác dạ ừ. như vậy thì theo ý kiến của anh thì anh nghĩ như thế nào những cái điều mà anh vừa mới nêu ra đó là theo cái cuộc thăm dò dạ vâng. hay là do những cái sự suy đoán của những nhà khảo sát về chính trị thế anh? Dạ vâng tôi, tôi nghĩ là, là các nhà khảo sát về chính trị thì nhiều khi họ hay dựa vào những cuộc thăm dò nhưng mà với cá nhân tôi thì tôi lại không nhìn thấy như thế. Tôi nhìn thấy rõ ràng là cái yếu tố quan trọng nhất của cái cuộc bầu cử kỳ này tôi thấy là người phụ nữ cái đó, tập thể nữ cử tri là cái tập thể rất là quan trọng. Thưa với lại hai chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả. Chúng ta đừng quên rằng là hồi năm 2018 Tình hình nó lật ngược hẳn Từ bên Cộng Hòa chuyển về phía Dân Chủ Cũng là do thành phần nữ cử tri Họ quyết định, họ bảo là tôi không hài lòng với ông Trump ở những điểm này Tôi không hài lòng với chính sách của Hoa Kỳ Của Đảng Cộng Hòa ở những điểm này Và họ quyết định là họ lật ngược lại Họ giao cái, trách nhiệm đó ở Quốc hội Cho phía bên Đảng Dân Chủ Thật ra bây giờ chúng ta nhìn thấy là ở năm 2022 thì chúng ta có đảng Dân Chủ nắm cả Thượng viện lẫn Hạ viện. Thật ra tôi nghĩ rằng là ở cái kỳ này thì là cái yếu tố quan trọng của người, nữ giới vẫn là cái yếu tố quan trọng nhất. Đó là chưa kể đến một cái chuyện khi mà chúng ta nói vấn đề lạm phát, thưa với hai chị và thưa cùng với lại quý vị khán giả, ông ông bà nào thì cũng than thở lạm phát, nhưng mà tôi nói thật, phải là một người vợ, phải là một người mẹ ở trong nhà thì mới biết cái ảnh hưởng nó lạm phát nó như thế nào. Buổi sáng ngày xưa thì con nó xin 20 đồng để cho đi đổ xăng, bây giờ nó xin tới 50 đồng cho đi đổ xăng. Ngày cuối tuần đó thì ông chồng chở ba vợ đi chợ chị gửi chị ba vợ chị bảo với chứ em chỉ cần 100 đồng nhưng mà bây giờ tới 300 đồng vẫn chưa xong thật ra rốt cuộc sau thì tôi tin là là cái lá phiếu quyết định cho cuộc bầu cử kỳ này là cái lá phiếu quyết định bởi người phụ nữ bởi tập thể nữ giới đó là cái nhìn của tôi, tôi với lại chị Kim Nhung. Cảm biết chị Duy Quyên thế nào chứ còn đối với Kim Nhung đúng, anh nói đúng, à, cái lá phiếu sẽ quyết định ở nữ giới bởi vì ngay chính Kim Nhung à, không có tham gia vào vấn đề nấu nướng ăn uống nhiều nhưng mà mỗi một lần mà đi order về cho gia đình ăn vâng. uống đó thì mọi lần một tô phở chỉ có trên dưới 10 đồng mà hôm nay vâng. nó lên tới 10, 15, 16, 17 đồng thì đương vâng. nhiên cái chuyện đó là phải bị... Uh, cần sơn nhiều về vấn đề với em phát thì hồi xưa thì còn để ý cái receipt mình coi mình chi ra bao nhiêu đó dạ. tên tranh bây giờ không dám nhìn <laughs> luôn <thôi>. mua <laughs> là cứ mua thôi chứ không dám Nhưng... nhìn dạ, vâng. vâng. vậy thì theo ý kiến riêng của anh khanh thì kết quả bầu cử giữa kỳ 2022 này sẽ ra sao dân chủ thành công hay là cộng hòa thành công thưa anh tôi thì tôi vẫn nghĩ là 50 50 vâng giả sử như là cuộc bầu cử diễn ra ngày hôm nay thì tôi tin chắc chắn là đảng cộng hòa sẽ lấy lại được hạ viện nhưng mà ở bên thượng viện thì tôi câu trả lời của tôi là không. tôi nghĩ là đảng bên thượng viện thì là vẫn thuộc về của đảng dân chủ. tôi nói như vậy đó là buổi tôi đó là với trong cái vai trò của một nhà báo. nhưng mà tôi là người của đảng cộng hòa. tôi còn nhớ là với bạn bè của cộng hòa thì trước khi đến washington này thì hồi tuần trước thì chúng, anh em thì tôi ngồi nói chuyện với nhau thì là các ông ấy cãi nhau kinh lắm. nhưng mà cuối cùng thì họ đồng ý một điểm là như thế này. đảng cộng hòa sẽ lấy lại được hạ viện và sẽ cái số phiếu là sẽ thêm được ít nhất là từ 20 cho đến 25 ghế dân biểu. Và họ, anh em Cộng Hòa của chúng tôi cũng tin tưởng rằng là Đảng Cộng Hòa cũng sẽ lấy lại được Thượng viện Và nhiều người bảo với tôi sẽ là ông Khanh đừng có lo, ông muốn nói gì thì ông nói. Cái nào ông về Cali, ông nhớ, ông nhớ nó hỏi tôi một câu, tôi bảo phải chứ nói họ câu gì. Đảng Cộng Hòa sẽ lấy được 52 ghế của Thượng viện, tức là sẽ có 52 vị Thượng nghị sĩ Cộng Hòa. Tôi thì tôi nghĩ rằng là cái đó là hơi nhiều, nhưng mà tôi nghĩ là Thưa hai chị, một lần nữa, Cộng Hòa ở Hạ Viện, nhưng mà Thượng Viện thì vẫn thuộc về Dân Chủ. Vâng, và đó là kiến nghị của anh Khánh. Trương Dung có hỏi thêm anh Khánh. Dạ, gì? nhưng mà cái vấn đề đó là khi mà lấy ghế của Thượng Viện uh, vâng uh, số đông, nhưng mà Hạ Viện thì vẫn là thuộc về Dân Chủ. Như vậy thì bây giờ Cộng Hòa sẽ uh, phải làm những gì để có thể có đa số trong Hạ Viện? Này. À, à, thượng Viện, chị, chị muốn tôi nói, tôi vậy? tôi nghĩ là hiện tại bây giờ là có đội trưởng 5-7, cái cuộc bầu cử thượng nghị sĩ ở một số tiểu bang, Arizona là một trong những cái điểm mà người ta đang nói đến, rồi là Wisconsin cũng là một trong những cái điểm người ta nói đến. Thật ra tôi thấy là ở trong những Pennsylvania nữa, ở cái tiểu bang ngay gần này, nơi tôi cư trú. Thật ra là nếu mà chúng ta phải chờ đợi cho đến cái ngày đó, cho đến khi phòng phiếu đóng cửa lại cuộc đếm phiếu, rồi có thể chúng ta xem là chúng ta mới thấy là như thế nào. Rõ ràng đó là những ứng cử viên hiện tại bây giờ mà nổi bật ở trong chính trường của Hoa Kỳ thì một là ứng cử viên của đảng dân chủ hai là ứng cử viên được ông đan trong đề cử thành ra là bởi như vậy thưa với hai chị và thưa cùng với là quý vị khán thính giả tôi thấy là cái cuộc bầu cử kỳ này rất là sôi nổi nó có thể nó sẽ đưa đến một cái quyết định tức là với lại nếu mà ông trump thành công thì đương nhiên là tôi tin chắc chắn là chẳng mấy chốc nữa là ông sẽ loan báo quyết định là ông ra tranh cử tổng thống đó là điểm thứ nhất mặc dù đây là cuộc bầu cử giữa kỳ mà ông biden mà ông thành công thế bảo thấy chưa tôi phải ở làm thêm tổng thống 4 năm nữa và ông cũng sẽ loan báo quyết định ông ra tranh cử tổng thống vào năm 2024. Chắc chắn là lần bầu ừ. uh, cử okay. cái này rất là sôi nổi ha chị Dược Quyên Vâng. À, đã hết thời gian cho nên rất là cảm ơn ký giả Nguyễn Văn Khanh đã về với đài truyền hình SCTN trong ngày hôm nay để chúng ta có thể nói chuyện uh, trực tiếp in person với lại uh, Dược Quyên và Kim Nhung cũng như là quý khán giả. Cảm ơn thời gian quý báo của anh rất là nhiều. Dạ, vâng, và kính chúc xin cảm ơn các khán giả đã theo dõi phần uh, tin tức của buổi chiều ngày hôm nay và mến chúc cho quý vị một buổi tối an lành và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.